thư vị Phật giáo hòa hảo thực hiện diễn đọc năm trăm chuyện bên thầy toàn bộ ba quyển gồm một nghìn tám mươi trang tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài đạo hơn sáu mươi năm nhiều đồng đạo sưu tầm trần kính trung trình bày bản in mới tháng mười một Năm 2019. Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và quý đạo hữu lắng nghe. Diễn đọc Tuấn Anh, Ngọc Minh, Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu xin chân thành cảm ơn nhóm đồng đạo đã tốn nhiều thời gian và công sức để sưu tầm. Nam Mô A Di Đà Phật chuyện thứ 201 Nghe Pháp phải chăm chú Ngày nay, mỗi khi đọc lại những lời châu Ngọc của Đức Thầy Chúng ta hãy hình dung lại khung cảnh ngày xưa Lúc Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo Ngài đã sáng tác và thuyết giáo với một phong cách tuyệt vời Miệng nhít môi đầy văn tao nhã Hạ bút thần thơ đã đề khai. Cha tôi kể lại, vào một buổi chiều mùa xuân năm Canh Thịnh, năm 1940, lúc ấy, Đức Thầy chưa bị nhà đương cuộc Pháp dời đi khỏi làng Hòa Hảo. Trong thời thuyết Pháp trước sân Tổ Đình, Đức Thầy đi tới đi lui, vừa ca tiên bài giọng Bắc Hòa Nam, vừa giảng giải đạo lý trong sấm giảng quyển ba. Tiếng ngại trong và trầm dễ thấm vào lòng người nghe làm thức tỉnh những kẻ đang sai mộng trần ai và khiến người sâu duyên cùng đạo sớm quay đầu về bến giác đang trong lúc ngài liên tục thuyết giảng như dòng suối chảy thì đột nhiên ngài dừng lại hỏi những người đang nghe nãy giờ tôi đọc đến đâu rồi vậy anh chị em đông đảo người đang nghe đều giật mình chưng hửng không đáp được đích xác cho đức thầy là ngài đang giảng đến đâu. Lúc này, cha tôi mới lên tiếng thưa. Thưa, thầy giảng tới đoạn rắn to tên gọi mãng xà. Trên rừng nó xuống, nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Đức thầy cười nói với thính chúng. Vậy nãy giờ, chỉ có ông Hương Quảng theo dõi hay sao? mọi người nghe đức thầy hỏi nhẹ nhàng như vậy nhưng tự ai trong lòng cũng cảm thấy hối lỗi vì trong khi đức thầy đã không nề lao nhọc hết lòng lo dạy dỗ chúng nhơn bằng tất cả quyền năng và cảm hứng mong mọi người được thấm nhuần mà giác tỉnh tu thân mà chúng ta lại khinh lờn không đem hết tâm trí mà tiếp thu và chuyển hóa Thật cô phụ biết bao công khó nhọc của đức thầy kính yêu. Và tự thâm tâm mỗi người, tự hứa hẹn, từ nay sẽ thật hết lòng chăm chú khi nghe thầy truyền pháp nhiệm. Theo cô Nguyễn Thị Lam, con ông Quảng Diệp, Chuyện thứ 202 Người tín đồ đầu tiên Tía tôi là ông Lê Phong Thạnh, làm chức hương bộ trong làng Hòa Hảo, nên dân thường gọi là Hương Bộ Thạnh. Nhưng đừng hiểu nhầm với ông Hương Bộ Thạnh ở Cần Thơ. Tía tôi có họ hàng với Đức Ông. Nhà tía tôi khích bên nhà, ông Úc Quốc là em ruột của Đức Ông. Tôi là con Út nên hay theo tía tôi lùi tới nhà ông Út Quốc mỗi ngày. Sau ngày làm lễ tế cáo hoàng thiên, đức thầy do có bà con nên lúc ấy tôi còn kêu đức thầy bằng anh tư nói với tía tôi. Ông bộ có duyên với Phật, tu đã nhiều kiếp lắm rồi, nay chịu tu hành tốt là đạt đạo. Tía tôi im lặng không nói gì. Nhưng mỗi tối, ông ra trước bàn thông thiên, nguyện giái nho nhỏ. Tôi tu thì tu, nhưng không cúng lại, cũng không ăn chay. Đến khoảng 10 giờ trưa hôm sau, từ bên nhà Đức Thầy, đi qua đứng bên nhà chú Úc Quốc, kế bên nhà tôi. Lúc cả nhà tôi đang ăn cơm, trên một cái bàn, đặt sát dách với nhà chú Úc, Đức Thầy mới kêu, nói. Ông Bộ à, tu thì phải siêng năng cúng lại, niệm Phật, ăn chay Nếu không, sao gọi là người tu? Nói xong, người về lại bên nhà. Tía tôi giật mình, nói với cả nhà. Có lẽ tôi nguyện lớn quá, nên thầy tư nghe chăng? Hai hôm sau, trong buổi cúng tối, ông cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lăm râm vái. Nay tôi đồng ý chịu tu, nếu khỏe thì cúng, không khỏe thì thôi. Còn ăn chay thì mỗi tháng hai ngày. Vậy mà đến giờ cơm như lần trước, Đức Thầy lại qua nhắc nhở. Ông bộ à, tu thì phải ráng ăn chay mỗi tháng ít nhất là bốn ngày, mà còn phải siêng năng cúng lại cho đều đặn. Chứ làm sao khỏe thì cúng, không khỏe thì thôi. Hay ông làm biến? Lần này tía tôi nể phục hơn, nhưng còn lắm bẩm. Sao mà thầy biết rõ tâm ý của mình như đi trong bụng vậy cả? Để tối nay mình nguyện thầm thôi. Tối lại, đứng trước bàn thông thiên, tía tôi vẫn để ý, quan sát chung quanh hồi lâu. Coi đức thầy có đứng đâu đó không? Rồi mới nguyện. Nhờ trên trước chứng minh cho tôi, cúng lại thì siêng năng, ăn chay thì đủ bốn ngày. Trong năm nguyện ăn tam nguồn, như hai lần trước, thầy qua đúng bữa cơm, nhưng dạy còn mạnh mẽ hơn hai lần trước. Này ông bộ, mình có chí nguyện muốn tu thì ráng hành trì, sao cứ nhín nhín làm chi vậy? Từ đó, tía tôi y theo lời dạy của thầy, tinh tấn tu hành cho đến ngày qua đời. Ông ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng. Có thể nói, tía tôi là người tín đồ phật giáo hòa hảo đầu tiên được đức thầy độ dẫn tận tình để tu hành công viên quả mãn theo ông lê thành mân con út ông hương bộ lê phong thạnh Chuyện thứ 203 Thương người là thương mình Danh tiếng thầy tư hòa hảo, trị bệnh, giảng đạo và xuất khẩu thành thi ngày càng lan xa. Bá tánh khắp nơi, tới nhà ông cả nườm nượp mỗi ngày. Thấy bà con một đạo ở xa tới, không nơi ăn, chốn ở. Tía tôi lo chỗ nghỉ ngơi và tiếp đãi cơm nước mỗi ngày cho kẻ giảng lai thế rồi dần dần như có tình cảm thân quen bà con tới viếng ăn ở trong nhà có khi tiếp giúp công việc ruộng rẫy rồi chiều hay tối còn được nghe đức thầy giảng dạy đạo lý tu hiền đây cũng như sợi dây liên kết được đức thầy tạo ra cho anh em đồng đạo với nhau vào mùa nước nổi năm kỷ mão một ngày nọ đức thầy nói với tía tôi tại tổ đình Ông bộ à, mình có lòng thương người, lo cho người ta ăn ở no đủ, thì trời Phật cho lại mình ăn không hết đâu. Ông yên tâm, đừng lo thiếu hộp. Quả nhiên, đúng như lời Đức Thầy nói. Từ đó, bà con từ xã Hưng Nhơn ra, trên Phú An xuống. Thay vì họ đem rau cải, cá xuống chợ đình bán, thì họ tự lại như cái chợ nhỏ tại cây cầu sắt trên chợ mỹ lương ngày nay để bán mua trao đổi hàng hóa sau đó thấy nhu cầu phát triển ngày càng tăng nên ông hương cả cho thành lập cái chợ mới đó là chợ mỹ lương cả phần chợ đều nằm trên sở đất của tía tôi nhờ vậy gia đình tôi ngày càng thịnh vượng nên việc giúp đỡ người khác như trước nay càng được dễ dàng thật là thương người cũng có nghĩa là tự thương mình mà còn được nhiều phước báo về sau theo lời ông úc mân con ông hương bộ thạnh hòa hảo Chuyện thứ 204 Đời đúng cơ duyên Vào buổi chiều ngày 21 tháng 6 năm 1941 Tân Tị Ông Ký gọi tôi lại bàn bạc Nhờ bà chuyển lời với thầy của bà Xin cho tôi được quy y Nghe ý kiến của chồng mình muốn vào đạo Tôi mừng lắm Sốt sắn vào trình với đức thầy Còn ông Ký chuẩn bị tắm rửa mặc đồ chỉnh tề đến trước bàn thờ tam bảo chờ sẵn tuy nhiên khi ông ký sắp đốt đôi đèn trên bàn phật thì đức thầy xuất hiện kịp thời ngài đưa tay ngăn lại và nói ông chỉ thấy sự linh nghiệm mà xin quy y khi chưa nhận thức được chân lý như thế khó mà tu cho bền hãy ráng chờ thời gian ngắn nữa khi cơ duyên thích hợp thì quy y cũng chưa muộn ông ký ạ à. Lời của Đức Thầy làm ông Ký suy nghĩ nhiều. Suốt đêm không sao ngủ được, bèn biên thơ gửi cho hai người bạn từng du học bên Pháp hiện đang ở Sài Gòn. Một tuần sau, ông Ký một phen sững sờ khi nghe Đức Thầy cho biết. Ông Ký chuẩn bị 10 giờ đón hai người bạn thân từ Sài Gòn tới. Đúng 10 giờ, có tiếng còi xe trước cổng nhà. Ông Ký ra mở cửa thì đúng là hai người bạn ông đã gửi thơ báo tin cho họ vào nhà ông ký rót bốn tách trà mời đức thầy rồi giới thiệu với hai người bạn đây là thầy tư tôi đã kể cùng hai bạn rồi giới thiệu hai người bạn với đức thầy thưa đây là hai người bạn du học bên pháp hiện ở sài gòn ông lê văn kinh quê ở hạnh thông tây gia định, tốt nghiệp Trắc Địa sư là anh vợ ông Trung Bá Khánh đây, là chủ đồn điền ở Bạc Liêu này. Chú thích: Ông Lê Văn Kinh, tức là ông Lương Trọng Tường, Kinh Lý Tường, sao giữ chức hội trưởng Ban Trị sự Trung ương đến năm 1975. Ông Trung Bá Khánh, Hội đồng Khánh, sinh năm 1902 Quê Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Tốt nghiệp tại Đại học Sorbonne Pháp là Ủy viên kiểm soát của Ban trị sự Trung ương, nhiệm kỳ đầu tiên, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông bị bắt tại Cần Thơ. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1945, ông cùng các ông Đỗ Hữu Thiều, Võ Văn Thời, Nguyễn Hữu Giáp bị xử tử bằng cách trói và thả sông tại giàm láng thé, trà dinh. Ông Ký giới thiệu xong, thì ông Kinh nói, Cả tháng nay tôi được anh Ký gửi cho mấy quyển sắm giảng của ông. Tuần này nhận được lá thư kể về chuyện chữa trái bình thường khó ai tin, nhất là những người theo Tây học như chúng tôi. Xin được ông chứng minh cụ thể. Ông Trung Bá Khánh tiếp lời. Nay là thời đại khoa học trên đà tiến triển về kỹ nghệ hóa các nhà bác học họ đã chế ra điện lực máy bay tàu thủy khoa học thực nghiệm còn việc ông làm còn có vẻ mơ hồ thì làm sao để thuyết phục mọi người tin hiểu đây nhìn qua hai vị khách đức thầy từ tốn diễn đạt các ông là những người theo tây học chắc đã hiểu khoa học là con đẻ của phật học muốn chứng minh về sự nhiệm màu của phật pháp thì khó thể lấy thế trí biện thông như các ông mà hiểu biết được. Bởi sao? Khoa học chỉ giới hạn trong phạm vi kiến thức. Khi muốn hiểu thì các ông lấy lý trí, suy nghĩ, phân tích xét đoán trong tương đối mà thôi. Còn Phật Pháp thì dùng trực giác phản ảnh một cách tuyệt đối giữa cả không gian và thời gian. Tôi sẽ cho các ông tận mắt chứng kiến sự việc tại đây. Đây là sản phẩm của khoa học thành tựu, cây quạt mái và đèn điện. Mở công tắc thì cây quạt và bóng đèn khởi động ngay. Nhưng tôi không cần chạm tới công tắc mà vẫn điều khiển được tính năng của nó. Tôi chỉ tay thì nó sáng và quạt bình thường. Tôi lại khiến cho nó chạy mạnh lên và sáng hơn. Liền lúc ấy, mọi vật trong phòng sáng loà. Cây quạt thì quay dùng dục với tốc độ chóng mặt khiến mọi người sợ sự cố xảy ra ông kinh chắp tay lắp bắp à, thưa, thưa thưa thầy tư chúng tôi chứng kiến sự thật đã tin xin ngài cho dừng lại kẻo nguy hiểm đức thầy nói lớn sau này khoa học sẽ tiến tới một bước dài hơn thế nữa bấy giờ ông chung bá khánh phát biểu thật là hy hữu như một giấc mơ nếu không tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không tin nổi phật pháp thật là mầu nhiệm xin cho chúng tôi quy y theo ngài tu học ông ký giỏi cũng nhân dịp đứng lên ngỏ lời thưa thầy chúng tôi tin chắc ngài là phật xin cho chúng tôi được quy y vào đạo tu hành thế là buổi quy y được tổ chức ngay cả ba ông quỳ trước ngôi tam bảo khấn nguyện theo sự hướng dẫn của Đức Thầy. Nhân dịp Đức Thầy ứng khẩu mấy bài thi dịnh quạt mái sau đây. Khoa học đời nay thật khéo cho, bài ra cái mái chạy do do, tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phụ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió do nhưng ngặt khang dầu e hết điện trở về lối cũ lượm câu mo câu mo chừng ấy đắt tiền cho ngóng cổ thêm dài hút gió do chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức thôi thì toa mỏa tạm dùng mo bạc liêu ngày mười hai tháng sáu tân tỵ tức mười lăm tháng bảy năm 1941. Theo lời bà Triệu Thị Dạng, tức bà ký giỏi. Chuyện thứ 205 Ông Quảng Diệp Quy Y thuở trước Ai làm ruộng nhiều Cũng có nuôi trâu Để đầu vụ mùa lo cài bừa xuống giống Đến cuối vụ thu hoạch Thì bắt trâu đạp lúa Và kéo xe chở lúa về nhà Ông cả thân phụ Của ông Hương Quảng Diệp Bị mất một cặp trâu Ông cho người đi tìm kiếm mấy ngày Mà chẳng thấy tâm hơi Là một chức việc trong ban hội tề Nên ông Quảng Diệp lên quận đường Tân Châu nhận công văn về trình cho hương cả làng hòa hảo bây giờ là ông huỳnh công bộ thấy tiện dịp thân phụ ông hương quản diệp bảo con à cha nghe nói có người về phần cho cậu tư con ông cả sáng dịp này con hỏi thăm việc mất trâu của mình coi thế nào ông hương quản dịp thuộc lại đến nơi sau khi trình báo xong công việc tôi còn ngồi tiếp chuyện cùng ông hương cả thêm một hồi thì thấy một thanh niên dáng mảnh khảnh dần trắng cao từ ngoài trước đi vào tôi chưa kịp chào hỏi thì người thanh niên ấy đã nói hương Quảng mới lên khi ấy tôi nhận ra người ấy là cậu tư con ông cả cậu tư ngồi vào chiếc ghế đối diện thái độ rất tự nhiên như người đã thân quen tự thuở nào rồi cậu tư hỏi tiếp hôm nay hương quản đến đây một công hai chuyện phải không tự nhiên tôi thấy ngạc nhiên lòng miên man suy nghĩ người thanh niên này là cậu tư con ông cả mình đã biết từ lâu nhưng cậu là ai lại rõ thông cả tâm ý của mình rõ ràng là mình đến đây một là liên hệ về công tác với ông cả hai là cũng muốn tìm hiểu về việc mất trâu theo lời dặn của cha tôi sau cuộc trò chuyện với cậu tư tôi thấy lòng rất hoan hỷ. mọi nghi nan đều đã được ngài hóa giải tôi cứu từ cậu tư ra về lòng mừng khấp khởi như đã có một mối nhân duyên mới kết nối giữa tôi và gia đình ông cả với lại cậu tư về nhà rồi mấy ngày sau tôi thấy lòng buồn trống trải bèn lấy xe đạp đạp ra đường rồi hướng về nhà ông cả vào nhà gặp cậu tư sau một hồi trao đổi cậu tư khuyên nhủ tôi tôi có lời khuyên hương quản nên đi tu tôi mới bộc bạch thưa thưa cậu tư như việc nhân đạo thì mười phần tôi cũng giữ được năm sáu còn việc tu hành thì tôi chưa biết xin nhờ cậu tư chỉ dạy thế rồi ngài đưa tôi tờ giấy có viết sẵn và dạy rằng Hương Quảng chép bài nguyện để về nhà sớm chiều cúng lại. Sau đó, Đức Thầy lại bàn thờ hướng dẫn cho tôi quy y và cúng lại để về nhà thực hành. Vì là lần đầu tiên tập cúng lại bốn hướng nơi bạn thông thiên ở ngoài sân, nên tôi rất ngượng ngùng. Chờ đến tối mịt tôi mới ra lại. Phần trời tối, phần cúng lại chưa quen, nên tội nghiệp cho mấy buổi kiển xung quanh bị tôi dẫm đạp. Sáng ra, cha tôi thấy thì hỏi. Đêm qua, ai làm gì mà mấy bụi kiển nghiêng ngã vậy? Tôi mắc cỡ, chẳng dám lên tiếng. Ra sân sửa lại mấy bụi kiển cho ngay ngắn. Rồi ra sau giường đốn tre, đóng một bộ vạt nhỏ, đủ trải một chiếc chiếu manh để mỗi ngày cúng lại hai thời. Làm lễ quy y và tập cúng lại xong. Tôi quay qua, lo sao chép mấy bài nguyện nhân đó, tôi hỏi về hoàn cảnh của mình. Thưa thầy, nay tôi đã quy y theo thầy lo tu hiền, vậy tôi có nên làm làng nữa hay không? Đức thầy dạy: "Thôi, Hương Quản nên nghĩ đi, không nên làm tay sai cho ngoại bang. Ráng tu sao phò chúa thánh ra đời." Vậy là tôi cúi chào đức thầy, xin từ giả ra về. Về nhà, tôi xin nghĩ làm làng đem giao con dấu và sổ sách cho ban hội tề và trình qua thân phụ nay con đã quy y theo thầy tư và nghĩ làm làng để lo tu hiền đó cha cha tôi lo lắng nói tu uh, nghèo lắm đó nghe con tôi nói để cha yên lòng cha cứ an tâm đức thầy dạy tín đồ vừa sốt sắng lo làm ăn vừa lo tu hành chân chất con tu vậy chứ cũng ở nhà sốt sắng lo làm ăn lo cho gia đình mà cha qua câu chuyện trên chúng ta nhận thấy ông bảy quản diệp nghĩ làm việc với pháp là đúng người việt mà đi làm tay sai cho bọn thực dân hà khắc đồng bào của mình thì gọi là việt gian người đã tu phải biết suy xét ân đất nước là một trong tứ đại trọng ân đức thầy đã có dạy hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở thản như không đủ tài đức đảm đương việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ suất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước đó là ta đền ơn cho đất nước vậy theo lời Thanh Tâm. Chuyện thứ hai bác sĩ Trần Văn Tâm quy y. Một ngày kia. Trước giờ vào trực bệnh viện, tôi lái chiếc xe du lịch đậu lại một quán ở gian đường. Bỗng có một đứa bé tới sờ vào thân chiếc xe tôi. Xe mới mua nên tôi cưng lắm, sợ bị trầy xước. Tôi vỗ lên đầu đuổi nó đi, rồi lái xe chạy vào bệnh viện. Phố xá đã lên đèn, thế mà khi vừa bước vào phòng thì thấy nơi giường đức thầy có ánh hào quang sáng rực. Tôi thất kinh thối lui. Hồi lâu trấn tĩnh, tôi mới bạo dạng bước tới, mở cửa vô phòng. Thấy ánh sáng vẫn còn, nhưng trên giường lại là một ông lão, đầu tóc bạc phơ, râu dài quá rúng. Tôi quỳ xuống lại liên hồi. Khi nhìn lại, thì quá ra là đức thầy. Ngày đỡ tôi dậy và hỏi, sao ông bác sĩ lại tôi? tôi thành khẩn thưa. bạch ngài, con biết ngài là Phật xuất thế, xin nhận con làm đệ tử suốt đời không dám quên ơn. đức thầy đáp lời. tôi nhận ông bác sĩ làm tín đồ được rồi, không thể nhận làm đệ tử. còn việc ông đánh đuổi đứa trẻ ban chiều thì sao? bây giờ tôi mới biết ra là đức thầy đã giả ra đứa bé sờ vuốt vào thân xe ban chiều bởi theo câu ngài hỏi là tôi đã xúc phạm giới bề trên rồi giải quyết sau đây chớ nếu như do ngài sáng suốt mà thấy biết sự việc thì có thể là ngài khuyên đừng vì quá quý tài vật của mình mà xử sự, sự thiếu nhã nhặn với trẻ con như vậy nữa từ đó tôi quyết chí theo thầy và tham gia vào công cuộc đấu tranh chống quân Pháp xâm lược. Theo ông Trần Kim Thiện, con trưởng bác sĩ Trần Văn Tâm. Chuyện thứ 207 trăm lẻ thầy kiện dậu Quy y thầy kiện dậu tên thật là mai văn dần người ô môn cần thơ trong một gia đình điền chủ giàu có trong vùng ông sang pháp du học tốt nghiệp ngành luật tính tình ông nóng nảy hơi gàn bướng ít chịu phục tùng ai sau ngày đức thầy trị hết bệnh cho vợ ông là cô giáo sang người nhà khuyên ông nên vô nhà ông hương bộ thạnh để có lời cảm ơn ông cho rằng mấy ông đạo đa phần là ít học thường dùng bùa ngải để mê hoặc lòng người chẳng những ông không tin mà còn muốn làm thi để thử đức thầy vậy nên trước khi đi đêm ấy ông nặng óc làm sẵn một bài thi và học thuộc lòng sáng ra trước khi đi ông lẩm nhẩm đọc cho thật thuộc bài thi rồi mới đốt thả xuống sông cho người chèo ghe vô kinh sáng xà no làng nhân nghĩa tới nơi thấy ghe xuồng đậu chật nít bến sông chưa lên bờ được thì có người đứng ở trên kêu lớn ai là thầy kiện dần thầy tôi cho mời ông liền giơ tay lên trả lời tôi là kiện dần đây thấy vậy mấy ghe xuồng khác tạt ra cho ghe ông vào được bờ ông liền xăng xái vô nhà vì tự tin là người có lệnh Đức Thầy mời gọi. Đây là lần đầu tiên ông diễn kiến Đức Thầy, còn e ngại chưa biết chào hỏi ra sao cho phải lẽ thì Đức Thầy đã lên tiếng trước. Chào ông quan Thầy Kiện mới vô. Đây có phải là bài thơ ông muốn thử tôi không? Ông rất ngạc nhiên vì chính tay ông đã đốt mảnh giấy có bài thi và bỏ nó xuống sông rồi. Tại sao giờ nó lại ở trong tay ông thầy Tư này? chưa kịp định tĩnh thì đức thầy lại nói tiếp ông nhớ lại coi khi còn ở bên tây có người thanh niên việt nam tới khuyên ông về nước lo tu hành người ấy có giống tôi hôm nay không sau phút giây hồi tưởng ông thầy kiện đáp dạ có nhớ vậy người ấy là nói chưa xong lời ông thầy kiện giận như có lực đẩy vô hình liền quỳ xuống trước đức thầy bái phục đức thầy đưa tay đỡ ông lên nói sao ông có muốn thử tài nữa không ông lắc đầu và thành khẩn xin chỉ xin thầy cho tôi được quy y đức thầy đồng ý nhưng dạy ông được ông cứ lãnh bài cầu nguyện trước cửu huyền và bài quy y về học thuộc rồi trở lại đi nếu thuộc bài thì tôi cho ông được toại nguyện vì là người học cao hiểu rộng cho nên về nhà ông thầy kiện đọc thoáng qua là thuộc hết ngày hôm sau trở vào gặp ông đức thầy cũng niềm nở hỏi ông thầy kiện thuộc bài hết rồi phải không đâu đọc coi vậy mà ông thầy kiện đọc lập dập không rồi bài đức thầy bảo tiếp Ông xuống nhà mát, đọc kỹ, rồi lên đây trả bài lại. Một hồi sau, ông lên, đọc lưu lát bài nguyện trước bàn cửu huyền. Đức Thầy bảo ông đọc tiếp qua bài quy y. Ông vẫn đọc không trọn bài. Đức Thầy bảo, Thôi, ông tới nhận thêm bài Tây Phương Ngũ Nguyện, học tiếp đi. Cũng như mấy lần trước, ông tức mình lẩm bẩm, tại sao mình đã học thuộc như cháu, mà khi vô đây lại đọc không trôi vậy làm sao làm lễ quy y được nên ông cố gắng học thêm nữa ở nơi nhà ông hương bộ có lệ là tới bữa dùng cơm thì thống nhất tập hợp lại để ăn dù thiếu một người cũng chờ đợi nhau cho đủ vì vậy có người ra mời ông kiện dần vào dùng cơm nhưng ông nói anh em cứ dùng trước đi rồi cắm cuối học tiếp tục một hồi Đức thầy phải đích thân ra Kêu mời ông Thôi Ông thầy kiện vô ăn cơm với anh em Rồi thuộc bài chứ gì Nghe Đức thầy dạy Ông không dám cãi lời Cơm nước vừa xong Ông ra đọc tiếp Thì tự nhiên thuộc ron rót Không sai chữ nào Ông nghĩ thầm Mình đã học rất nhiều văn bản luật lệ Có sai gì Mấy bài thơ ngắn ngủi như vậy ông tâm sự việc này với anh em ông nói đây không phải là bài thông thường lúc đầu tôi chỉ coi qua một thoáng là xong vậy mà khi đối trước ngài thì ấp à ấp úng như học trò mới học dở lòng mấy anh em nên tin tưởng đức thầy ngài chính là phật sống quy y rồi đức thầy nói với ông kiện dần từ nay thầy sửa lại tên ông là mai văn dậu từ đó, ông kiện dậu luôn theo chân Đức Thầy. Khi ở Sài Gòn, lúc vào bưng biển tham gia kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ được Đức Thầy giao phó là động lý văn phòng của ủy viên đặc biệt trong ủy ban hành chánh Nam Bộ. Có lần Đức Thầy căn dặn ông. Sau này, nếu gặp hoàn cảnh khó khăn, hãy tìm lên nhà ông thân của Cò Đê mà tá túc đến thời năm 1954-1963, chánh phủ Ngô Đình Diệm đàn áp các yếu nhân trong đạo. Nhớ lời thầy, ông kiện dậu chạy lên dùng cây gòn, kinh vĩnh tế châu đốc, lánh nạn ở đấy ba năm cùng cô con gái tên là Mai Nguyệt. Theo lời ông Phan Đức, Chuyện thứ 208 Thầy thuốc diễn Quy Y Tôi là y sĩ thuộc ngành thú y, ngạch Đông Dương thời Pháp thuộc, được bổ nhiệm làm việc tại tỉnh Châu Đốc. Vào trung tuần tháng 8 năm 1939, kỷ mão, tôi tìm xuống Hòa Hảo để nghe thầy Tư thuyết Pháp. Nhận biết thầy Tư là bậc siêu phàm nên xin quy y vào đạo tuy nhiên do chưa quen nên tôi rất ngại việc cúng lại hàng ngày khoảng tháng sau tôi trở lại tổ đình gặp đức thầy để trình bày và nhờ ngài đồ giúp việc còn mắc cỡ khi cúng lại theo nghi thức trong tôn chỉ đức thầy dạy đức thầy nói rất phóng khoáng tu cốt yếu là trau sữa thân tâm chớ không phải chỉ lo cúng lại. Nói xong, đức thầy tiếp tục diệt trị bệnh cho bá tánh. Tôi nấn ná lại để nhìn xem, rồi lát sau tôi cũng xin từ giả để ra về. Khi ấy thì đức thầy tới dỗ nhẹ vào vai tôi và ôn tồn khuyên: "Biết rằng không phải cúng lại là tu, nhưng ông cũng phải ráng siêng năng cúng lại mới thể hiện được mẫu người có tu, có hành." để hướng dẫn cho người đời nhắm đó mà noi theo, nếu ông biết trau tâm sửa tánh mà thêm phần cúng lại nữa thì có chi quý bằng, chỉ có kẻ không tu mới không cúng lại mà thôi. Ôi, lời đức thầy nghe êm ái mà có sức lay động rất cao. Ngài đã khéo léo độ dẫn tôi một thành phần theo phong trào tân học mà trở nên một tín đồ thuần thành. Mỗi khi nhớ lại, tôi vô cùng hối hận ăn năn về sự thiếu quyết tâm trong buổi đầu theo đạo. Thời gian 4 năm sau, tôi sắp có lệnh thuyên chuyển sang làm việc tại Lào. Khi đến từ giả đức thầy, Ngài có tặng tôi bốn bài thi tứ cú sau đây. Ngàn dặm đường xa cách ải quan, chúc nguyện đệ tử được bình an mong trời nhỏ phước cho dân thiện vô bệnh vô ưu muôn diệt nhàn đó ráng trì lòng ẩn nhẫn qua thì giờ hạnh phúc có đâu xa ngày nay sư đệ tuy xa cách trời phật ban cho sẽ hiệp hòa cơn này thế giới lắm phong ba lừa lọc con tiên diệt quỷ tà phú có cao đàn phân kẻ bạo cho người lương thiện khỏi sông pha non nước tuy xa đâu cũng trời cũng trời cũng phật cũng an nơi một tâm chí nguyện cho tròn đạo lòng chớ lo chi sự đổi dời Sài Gòn năm 1943 Theo lời bà Lê Thị Thẩm Chú thích ông bác sĩ đỗ văn diễn là em rể ông xã lê công bộ ở châu đốc giờ ông diễn là em thứ tư ông bộ tên lê thị thẩm